Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài 39. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở cái bài 40 cho em nhé. Bài này rất là dài, 4 câu mà em thấy quy đồng, toàn bộ là quy đồng ha. Khử mẫu hết. Rồi. Dài nhưng mà cũng phải lượm cho bây giờ chẳng để bỏ nha em ha. Rồi. Bài 40A. Thì các bước làm thì hôm nay đã nắm rồi. Các em cứ đi tìm điều kiện xác định mẫu thức chung, rồi quy đồng, khử mẫu, ra x, rồi so sánh với điều kiện xác định, rồi kết luận tập nghiệp. Để thôi, cứ làm đúng theo các quy trình, các bước đó là ok thôi. Như vậy thì ở đây các em thấy này, cái x mũ 2 trừ 4 đây khi chúng ta phân tích hàng định thức số 3 ra thì nó trở thành là x trừ 2 nhân x cộng 2 đấy các em. Như vậy thì mẫu thức chung ở đây đó chính là gì? X trừ 2 nhân x cộng 2. Như vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ đưa cái anh này về hàng thức số 3 trước. Em hiểu chưa? Đó. Như vậy ta. Tự nên ghi số 1 vậy. Cứ bị nhau đá mất. Rồi đây. Cộng 1 ở đây nhé. Rồi. Đây trở thành là x trừ 2 nhân x cộng 2. Cái điều kiện xác định, cái điều kiện xác định của chúng ta ở đây là gì các em? X trừ 2 khác 0 và x cộng 2 này sẽ khác 0. Chúng ta sẽ tương đương là x khác 2, x khác trừ 2. Giáo viên của chúng ta có thể ghi là x khác cộng trừ 2 vẫn được các em nhé. Các em muốn ghi kiểu nào cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy đồng 1, 2, 3 và nhân ngoặc nữa không? Các em cứ làm từ từ, từng bước giống như thay là nó sẽ ra thôi em ạ. Đây cộng thì cộng thôi. Đấy, rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái mẫu chung này chia cho mẫu này nhân lên, nhưng mà trước khi nhân á, chúng ta cũng ghi ở đây 9x cộng 4 nhân ở đây. Cộng 1. Rồi nhân ở đây. Được chưa? Lấy cái mẫu này chia cho mẫu này, nghĩa là lấy mẫu chung này chia cho mẫu thứ nhất thì ra được cái này, thì nhân ở đây. Đấy, lấy mẫu này chia thì còn là x trừ 2 nhân ở đây. Đây chia ở đây thì còn là số 1, được chưa? Sau khi quy đồng rồi, chúng ta khử mẫu đi, trong trình khử mẫu ta nhân luôn nha. 1 nhân đây là trở thành là x cộng 2 này. Trừ 6x nhân ở đây là trừ 6x mũ 2 trừ 12x. Cái công việc này chúng ta phải làm nhanh, gọn nhưng mà phải chính xác nhé. Cộng 9x nhân nhau, x là trở thành là 9x mũ 2 trừ 18x. Cái này các em chỉ cần nhân vô mà sai một dấu hoặc là một số nào đó là không bao giờ ra được x nữa các em nhé. 4 nhân trừ 2 là bằng trừ 8 bằng. Tại vì 1 nhân vào đây thì nó vẫn là chính đó nên là thầy nhân vô đây luôn. 3x mũ 2 trừ 2x cộng 1. Được chưa? Ok. Giờ chúng ta đơn giản x này, trừ 12x là thành trừ 11x này. Trừ 11x với lại là trừ 18 là trở thành là trừ 29x. Mà cộng cho 4 thì còn là trừ 25x. Trừ 6 cộng 9 là còn là cộng 3x mũ 2. 2 mà trừ cho 8 là còn là trừ 6 bằng 3x mũ 2 trừ 2x cộng 1 trừ 25x cộng 3x mũ 2. Chuyển 2 này qua đổi dấu trở thành trừ 3x mũ 2 cộng 2x. Chuyển này qua bên đây là cộng 6, được chưa? Ta tương đương 2 này trừ ra là bằng 0 trừ 25. Mà ở đây là cộng 2 trở thành là trừ 23x. 1 cộng 6 là bằng 7, tương đương là x cũng ta là bằng âm 7 phần 23. Như vậy đối chiếu điều kiện xác định thì ở đây lấy hai loại. Lấy này ta kết luận ở đây là x bằng trừ 7 phần 23, thỏa mãn cái điều kiện xác định của bài toán. Vậy cái tập nghiệm
vài cái tập nghiệm S. S của chúng ta sẽ bằng là gì em? 7/23. Được rồi, ok. Được chưa? Hiểu nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 40B. Bài 40B. Ở đây cái đề bài thầy không cần ghi mà thầy sẽ hướng dẫn em. 1 mẫu, 2 mẫu, 3 mẫu, 4 mẫu, thấy không? Như vậy thì ở đây em thấy là 3 trừ x, hai cái mẫu này nhân lại thì chính bằng cái mẫu này. Thì mẫu này chính là cái mẫu thức chung. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm điều kiện xác định của bài toán này. Đó chính là các em cho 3 x trừ 3 trừ x khác 0 và x cộng 2 này sẽ khác 0. Thế nào? Chúng ta tương đương như vậy, x này sẽ khác mấy? X khác 3 và x sẽ khác là âm 2. Sau khi chúng ta sẽ tìm điều kiện xác định rồi, chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Thế nào? Đó 1 cộng rồi. Hai cái ha, 1. Hơi ngắn hơn em ha. Các em ghi vào tập trung cho thầy. X cộng 2 3 trừ x. X cộng 2 3 trừ x. Đây, x cộng 2 3 trừ x. Cộng 2 nhân 3 trừ x ở đây. Từ trên này thì ghi nhỏ nhỏ, tại vì ghi to không có đủ em. Tử ghi lại. 1 nhân x nhân 5x nhân 2 nhân vậy thôi. Bây giờ lấy cái này chia cho lần lượt từng cái mẫu này, sau đó nhân tử nha. Cái này chia này thì chính bằng chính nó thì nhân ở đây chính nó luôn. Lấy này chia đây. Ê, lấy này chia đây trước chứ. Thì còn là x cộng 2. Như vậy nhân ở đây cho x cộng 2. Lấy này chia cái này thì bằng 1, chứng tỏ ngay đây nhân cho 1 này. Lấy này chia đây thì còn là 3 trừ x. Nhỏ nhưng mà chắc có lẽ các em cũng thấy chứ phải không? Tương đương tiếp, như vậy thì cái mẫu này nó giống nhau rồi, ta khử mẫu đi. Trong cái trình khử mẫu chúng ta nhân này, x nhân 3, 3x, x nhân trừ x là trở thành là trừ x mũ 2, 2 nhân 3 là 6, 2 nhân trừ x là trừ 2x, cộng x nhân x đây là x mũ 2, cộng 2x, 5x, 2 nhân 3 đây là 6, trừ 2x, xong. Trừ x với cộng x mũ 2 này hết rồi. Trừ 2x với lại là 2x ở đây cũng hết. Như vậy đây còn lại là 3x cộng 6 sẽ bằng là 5 trừ 2 cũng là 3x cộng 6. Ta tương đương ở đây 3x chuyển đây là trừ 3x ở đây. 6 trừ 6 ở đây. Ở đây chúng ta đừng có ghi 0 như này, mà các em phải ghi thật là 0x. Ở đây là bằng 0. Được chưa nào? Như vậy thì cái bài này này, cái phương trình đã cho là nghiệm đúng với mỗi x ha. Ở đây là cái chúng ta kết luận thành là cái phương trình là vô số nghiệm đấy em, đã cho nghiệm đúng với mỗi x, với mỗi x ha nè, thỏa mãn điều kiện xác định. Ok, như vậy thì cái tập nghiệm của phương trình đó chính là gì các em? Đó chính là S này sẽ bằng x thuộc R và trừ ra hai cái phần tử, đó chính là x nó sẽ khác 3 và x này sẽ khác âm 2. Tất cả mọi số kia thì chúng ta đều lấy hết trừ hai cái số này ra. Các em hiểu chưa nào? Còn trường hợp đấy chúng ta phải biết cách kết luận như vậy các em nhé, thì chúng ta mới đạt được điểm tối đa được. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 40C. Ok, 40 câu C các em. Như vậy thì ở đây thầy sẽ không ghi đề mà thầy phân tích thôi.
Ở đây không phải là hàng thức đâu, cái hai cái mẫu này không làm gì được đâu em. Mà ở đây các em thấy cái này, x mũ 3 trừ 1 thì bằng 9 hai đây nhân lại. Tại vì đây chính là hàng thức số mấy? Đây chính là hàng thức số 7 này em. Hàng đẳng thức số 7 này. À, như vậy thì chúng ta tương đương x trừ 1 cộng 2x cộng 3 trên cho x mũ 2 cộng x cộng 1 thì bằng ở đây là 2x trừ 1 2x cộng 1. Chia ở đây thầy phân tích cái này là hàng thức cái số 7 ra, trở thành là x trừ 1 nhân cho x mũ 2 cộng x cộng 1. Các em có hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm điều kiện xác định em. Cái điều kiện xác định của chúng ta đó chính là gì? Anh này khác không và anh này khác không, mà cái anh này khác không á là anh đúng với mọi x anh này lớn không rồi, thì chỉ có x trừ 1 này khác không thôi, nên ta tương đương là x sẽ khác 1. Sau khi tìm điều kiện xác định xong, chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Như vậy mẫu chung là đây các em, x trừ 1 x mũ 2 cộng x cộng 1 x trừ 1, rồi cứ ghi lại. Rồi bây giờ cái tử ghi lại. Bây giờ chắc có lẽ các em đã quen cái phương pháp của thầy rồi đúng không? Đã nắm vững cái phương pháp của thầy trình bày chưa nào? Như vậy lấy cái mẫu này chia ở đây, mẫu chung chia mẫu thứ nhất thì ra được là anh đây này, chúng ta gọi là thừa số phụ đó các em. Nhân ở đây lấy mẫu chia ở này thì ra được x trừ 1. Như vậy ngay chỗ đây chúng ta nhân cho x trừ 1, cái này chia chính nó thì nó sẽ bằng 1 ở đây. Như vậy thì sau khi mà cùng mẫu rồi, chúng ta bỏ mẫu ra, chúng ta nhân vô. Như vậy thì trở thành là 2x mũ 2 cộng 2x cộng 2, đây số 2 này các em, cộng này 2x nhân với x là 2x mũ 2 trừ 2x. Cái bước này chúng ta phải làm thật chắc các em nhé. Rồi ở đây là hàng đẳng thức số mấy các em? Nếu các em không thấy hàng thức kia thì các em nhân ra giống như ở hai đây này, nhưng ở đây thầy thấy là a trừ b nhân a cộng b này, thì đây chính là hàng thức số 3, thì chúng ta đưa về trở thành là 2x tất cả mũ 2 trừ cho 1 mũ 2, được chưa? Đáng lẽ thầy ra luôn nhưng thầy sợ các em không hiểu. Tương đương tiếp 2x mũ 2 đây là 4x mũ 2, 2x trừ 2x là bằng 0. Như vậy ở đây là còn cộng 3x, 2 trừ 3 thì trở thành là trừ trừ 1. Ở đây là 4x mũ 2 trừ 1, được chưa nào? 4x mũ 2 cộng 3x chuyển đây qua trở thành trừ 4x mũ 2 trừ 1, chuyển đây ra thành cộng 1. Ok, được chưa? Tương đương 2 này trừ bằng 0, còn 3x sẽ bằng 0. Thì từ đây chúng ta suy ra là x này sẽ bằng 0 chia 3 thì x này sẽ bằng 0. Như vậy x của chúng ta khác 1 mà x ở đây bằng 0 thì thỏa mãn ha. Như vậy thì x bằng 0 thỏa mãn điều kiện xác định ở bài toán hay là phương trình cũng được. Vậy cái tập nghiệm, bài tập nghiệm của phương trình đó chính là S không ở đây. Bước đầu tiên đó các em thấy chưa? Thứ hai bài kết luận. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng, đó chính là câu D các em nhé. Ta có bài 40D các em. Bài 40D. Như vậy thì cái bài này cũng tương tự thôi em. Tháng 2 đây nhân lại thì chính bằng cái này. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi tìm cái điều kiện xác định cho cái bài này, chúng ta không có biến đổi gì hết. 4x cộng 3 sẽ khác 0, x trừ 5 sẽ khác 0. Đây chúng ta tương đương là 4x sẽ khác là âm 3, x đây sẽ khác 5. Như vậy x đây chỉ khác là âm 3 phần 4 này, x đây khác 5. Đó. Được chưa? Thì chúng ta tiến hành quy đồng. Bè dấu gạch. Quy mẫu chung là nghe. Rồi. Tự các em ghi lại
Tự nhiên sẽ thấy đau bụng ghê kìa. Ráng quay hết cái bài này. Tưởng đau bụng nha. Không phải đau bụng ở kia nha. Rồi nó cái này chia đây bằng 1 nghe đây nhân 1 này. Đây chia đây thì ra được là x trừ 5 này. Đây chia đây thì còn ra được là 4x cộng 3 này. Được chưa? Tương đương tiếp. Còn mẫu cử mẫu bỏ ra. X mũ 3 trừ ở đây là hàng hằng thức số mấy em? Đây là hàng hằng thức số số 5 này. Ta khai triển ra trở thành là x mũ 3 này trừ 3x mũ 2 này cộng 3x trừ 1 này. Có được chưa? Em còn nhớ cái hàng thức số 5 chứ em? Nhớ đúng không? Rồi. Để nhân vô. 7x mũ 2 75 35x trừ x trừ trừ nè các em. Trừ trừ để thành cộng này, cộng 5 này. Trừ trừ đấy để đây đi. Nhân vô 4x mũ 2 này cộng 3x này. Đó. Rồi, chúng ta cho trường trước, chúng ta đổi dấu trừ x mũ 3 cộng 3x mũ 2 trừ 3x cộng 1. Ở đây là 7x mũ 2. Có đúng chưa nào? Rồi nhìn được em. Trừ 35 với trừ 1 đây là trừ 36x nè. Cộng 5 trừ 4x mũ 2 trừ 7x, tại vì dấu trừ chúng ta đổi dấu á. Hai này trừ nhau bằng 0. Bên đây còn là 3x mũ 2 trừ 3x cộng 1. 7 trừ cho 4 ở đây là 3x mũ 2 trừ 36 với trừ 3 trừ 39x cộng 5. Như vậy thì 3x mũ 2, 3x mũ 2 hết. Còn trừ 3x ở đây, chuyển cái này qua thành cộng 39x bằng 5 trừ cho, chuyển đi qua thành trừ 1 ở bên đây. Đây là 36x nè, 4 nè. Như vậy x chúng ta là bằng 4 phần 36. Chúng ta chia cho 4 thì bằng 1 phần 9. Cái này chúng ta lấy nè. Sau điều kiện xác định đúng không nào? X bằng 1/9 thỏa mãn cái điều kiện xác định của bài toán. Vậy cái tập nghiệm, vậy tập nghiệm của phương trình S chúng ta sẽ là gì? 1/9, được chưa? Đây các em. Rồi. Được chưa? Rất là ok đúng không? Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 41 em nhé. Bài này cũng rất dài. Rồi.